kênh Nhà Nông Miền Tây xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 12 tháng 12 năm 2021, kênh Nhà Nông Miền Tây cập nhật tình hình giá sầu riêng tại các tỉnh miền Tây để cho bà con mình tham khảo. Và các tỉnh miền Đông Nam Bộ nữa nha bà con nha. Đó thì giá sầu riêng vẫn đang duy trì ở mức khá là ổn định. Có xuống 1-2 ngày vừa qua, 2-3 ngày vừa qua là có giảm nhẹ 2-3 ngàn đồng. Tuy nhiên vẫn ở mức là tương đối tốt, cho nên là bà con mình cũng yên tâm sản xuất nha. Rất là hy vọng sẽ có chiều hướng tăng lên chứ không giảm nữa, để cho bà con mình có thể yên tâm sản xuất nhiều hơn. Rồi, trước tiên thì kênh Nhà Nông Miền Tây xin được cảm ơn thương hiệu đèn LED Asia Pacific đã đồng hành cùng với kênh. Mọi thông tin liên hệ đến thương hiệu đèn LED này để mua hay là mở đại lý đèn LED thì bà con vui lòng theo dõi ở trên màn hình. Cảm ơn bà con rất nhiều. Quay trở lại tình hình giá sầu riêng ngày hôm nay thì kênh Nhà Nông Miền Tây cũng xin được chia sẻ với quý bà con là hiện nay sầu riêng tới lứa cũng không còn nhiều, giá cả cũng đang ổn định ha. Thì xin được cập nhật giá ngày hôm nay để bà con mình theo dõi và mua bán sao cho thuận lợi nhất. Hôm nay giá sầu riêng ở miền Tây Nam Bộ ri sáo là từ 48 tới 51 ngàn, hàng đẹp từ 52 tới 60 ngàn. Sầu riêng Thái mua xô từ 55 tới 62 ngàn, hàng đẹp từ 63 tới 70 ngàn đồng. Ở miền Đông Nam Bộ, sầu riêng ri sáo mua xô từ 43 tới 49 ngàn, hàng đẹp từ 50 tới 58 ngàn. Sầu riêng Thái mua xô từ 52 tới 60 ngàn đồng, hàng đẹp từ 61 tới 68 ngàn đồng nha bà con nha. Đó thì luôn luôn có một cái sự chênh lệch là sầu riêng ở miền Tây giá sẽ nhỉnh hơn một xíu so với miền Đông ha bà con ha. Kiểu giống như là được ưa chuộng nhiều hơn cho nên được giá hơn. Rồi, cảm ơn bà con đã lựa chọn kênh Nhà Nông Miền Tây để tham khảo thông tin. Ngoài giá sầu riêng trên kênh còn nhiều loại giá các loại nông sản nữa, bà con mình nhớ nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi nhiều thông tin trên kênh nha. Cảm ơn bà con rất nhiều, xin kính chào và hẹn gặp lại.